Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và theo yêu cầu của rất nhiều các bạn yêu thích cái mẫu nhà 2 tầng mái Thái đẹp này, thì hôm nay tôi đến view lại cho các bạn xem. Phần hôm nay là đi vào phần sơn hoàn thiện. Và hôm nào hoàn thiện gia đình bày hết đồ đạc chuẩn bị đón Tết thì tôi sẽ view lại các bạn cái video thứ ba. Theo yêu cầu của rất nhiều bạn thích cái mẫu nhà 2 tầng mái Thái gồm có 5 cái phòng ngủ này. Mời các bạn chúng ta sẽ quan sát toàn cảnh không gian phía mặt tiền phía ngoài của công trình. Sau đó chúng ta sẽ đi vào bên trong. Bạn nào đã xem video số 1 thì chúng ta đã thấy những cái hình ảnh của ngôi nhà phần mộc. Hôm nay tôi view cho các bạn cái hình ảnh ngôi nhà đang được giai đoạn sơn để hoàn thiện, chuẩn bị đón Tết năm 2019 các bạn nhé. Và đây là cái toàn cảnh phần mặt tiền phía trước của công trình. Và phía bên tay phải màn hình các bạn thì cái không gian của nhà cũ thì sắp sửa chuyển lại thành cái vực sân các bạn nhé. Rồi, hôm nay thì có muốn một bác thợ sơn để hoàn thiện nốt cái phần mái phía trên của công trình. Tôi sẽ nhắc lại cho các bạn về các thông số kích thước. Mặt tiền phía trước của công trình là 8,5 m, chiều sâu nhà là 12 m. Công năng sử dụng là tầng 1 thì gồm có một phòng khách và hai phòng ngủ cùng với một nhà vệ sinh. Tầng 2 thì gồm có 3 phòng ngủ, một phòng thờ các bạn nhé, và một nhà vệ sinh chung phía đằng sau. Mời các bạn chúng ta sẽ quan sát cái mặt tiền phía trước của công trình. Ở đây là cái không gian mặt tiền phía trước ở dưới tầng 1 các bạn nhé. Ở đây là vị trí tầng 2 phía trên. Thợ sơn đang trang trí nốt cái phần mặt tiền phía trên. Trong ngày hôm nay thì là sẽ hoàn thiện nốt cái phần sơn. Sau đó thì gia đình sẽ làm phần nội thất bên trong của công trình. Với kiến trúc mặt tiền này rất nhiều các bạn yêu thích thì tôi chia sẻ lại cái video này ở cái phần hoàn thiện sơn hoàn thiện hơn. Thì hôm nay thì cái phần dàn giáo phía trước đang để sơn, cho nên là các bạn chưa nhìn hết cái tổng thể của công trình. Các bạn có thể xem lại cái video số 1. Ở đây phần mặt tiền phía trước của công trình. Thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tôi đi vào bên trong nhé, để khám phá cái không gian bên trong của công trình. Đây là cái phần test nước để trên mái này các bạn nhìn. Đó, test nước sơn hà đấy, bằng inox sẽ đưa lên mái trong buổi chiều ngày hôm nay. Thế tại vị trí này thì các bạn sẽ nhìn được cái mặt tiền phía trên. Đấy, mặt tiền phía trên này. Các bạn nhìn, hóa thợ sơn đang lăn tỉ mỉ để trang trí mặt tiền phía sơn cuối cùng. Đây là cái cửa sổ phòng ngủ số 1 ở trên tầng 1. Ở dưới tầng 1, cái phòng ngủ số 2 ở trên tầng 2. Và mời các bạn chúng ta đi vào bên trong nhé. Đây cái phần sảnh hiên phía trước của công trình, hai cái trụ cột các bạn nhỉ. Bên trong đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đây khu vực phòng khách các bạn nhé, rất rộng rãi luôn. 8,6 m thì chia đôi thì phòng khách chiếm hết một nửa các bạn nhé. Cuối phòng khách là khu vực nhà vệ sinh và có cái cửa nách đi ra phía ngoài. Trong không gian nhà gọi là cửa thoát hiểm các bạn nhé. Thì bao giờ chúng ta phải thiết kế hai cửa. Và đây này là đang hoàn thiện nốt cái phần cửa để lắp đặt cửa vào, cũng là chủ nhà luôn các bạn nhé, thợ gỗ ấy, tay nghề bậc 7/7, làm cho chính của ngôi nhà mình luôn. Như là gỗ và cửa các thứ là công không phải mất các bạn nhé, không mất đồng nào luôn. Chủ nhà tự làm luôn.
Rồi mời các bạn chúng ta quan sát cái hệ trần phía trên của công trình. Đó, sơn và trang trí rất đơn giản và đẹp các bạn nhé. Và ở khu vực phòng khách này có một cửa sổ bằng gỗ rất lớn để lấy không gian gió ánh sáng vào trong nhà. Các bạn nhìn thấy đây ánh nắng này chiếu vào trong nhà khu vực khách. Cho nên các bạn là thấy là cái phần ánh sáng của ngôi nhà là sẽ đi theo hướng cửa sổ chính này. Và các bạn nhìn là không gian mở hết không gian phòng. Vào nhà lấy ánh sáng hoàn toàn tự nhiên các bạn nhé. Đây là khu phòng khách và phía này thì có cửa đi vào phòng ngủ. Ở dưới tầng 1 có 2 phòng ngủ. Đây là khu vực cầu thang lên trên tầng trên. Thì cầu thang này cũng làm bằng tay vịn gỗ nhưng chưa lắp đặt các bạn nhé. Đấy phòng ngủ số 1. Chủ nhà đang đánh phần cửa gỗ các bạn. Đấy. Đấy, từ vị trí này thì các bạn nhìn ra cái cửa lớn, cửa chính của gia đình. Cửa chính gia đình thì sẽ nhìn thẳng ra hướng này thì các bạn nhé. Tại vị trí này thì sau này cái nhà cũ của gia đình ở phía trước ấy thì sẽ san bằng đi để làm cổng khuôn viên, thì ngôi nhà sẽ hiện lên phía trước. Đi từ ngoài đường nhìn vào thì rất đẹp các bạn nhé. Dọc theo hành lang cuối cùng này thì sẽ có cái cửa nách đi ra phía đằng sau. Thì ở đây thì gia đình đã bố trí một cái không gian khu vực nhà vệ sinh. Đây không gian khu vực nhà vệ sinh ở dưới tầng 1 luôn các bạn nhé, để phục vụ cho hai phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 ở dưới tầng 1. Đây nhà vệ sinh. Mời các bạn lên trên tầng 2 để khám phá không gian vị trí các phòng trên tầng 2 nhé. Trên tầng 2 thì gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và cùng với nhà vệ sinh phục vụ ở phía đằng cuối nhà các bạn nhé. Mời các bạn chúng ta sẽ bước lên bậc trên tầng 2. Tại vị trí này thì các bạn nhìn thấy có cái ô cửa để lấy ánh sáng ở khu vực cầu thang. Chúng ta lấy ánh sáng tự nhiên đưa vào khu vực cầu thang các bạn nhé. Đó. Từ vị trí này thì các bạn có thể view được xuống dưới khu vực phòng khách của gia đình. Và nhìn thấy phòng khách. Rồi chúng ta tiếp tục bước lên. Khi bước lên đây ở vị trí này thì các bạn nhìn thấy hai cửa. Đây là cửa phòng ngủ số 1 và cửa phòng ngủ số 2. Và chúng ta tiếp tục bước lên nhé. Đó. Hiện tại vị trí này tôi sẽ phân tích luôn cho các bạn này. Thì phía tay đầu sẽ chỉ đến phòng ngủ số 1 này, phòng ngủ số 2 này, phòng ngủ số 3 đây. Và đây là phòng thờ. Đó, tôi video cho các bạn xem này. Cái vị trí mà chúng ta vừa đến đấy, vừa đi. Đó, cầu thang này. Đó, chúng ta bước này. Cửa sổ lấy ánh sáng này. Các bậc lên này. Thì các bạn quan sát nhé. Tại vị trí này thì chúng ta sẽ bước lên nhé. Khi các bạn bước lên bậc thì chúng ta sẽ đến cái cửa phòng ngủ đầu tiên. Đây là phòng ngủ số 1 trên tầng 2. Đó, các bạn nhìn phòng ngủ số 1 2 có một ô cửa sổ và cái hệ trần trang trí rất đơn giản các bạn nhìn này. Đó. Đây là cái vị trí rầm này. Phòng này có diện tích là 16m², chiều 4m, trong phòng sử dụng nhé, 4 x 4 16m². Đây là phòng ngủ số 1, thì đối diện phòng ngủ số 1. Rồi, các bạn sẽ nhìn ra khu vực này. Đó, đây là phòng ngủ số 2. Và tiếp tục cầu thang, chúng ta đi lên thì đi lên trên mái nhé các bạn nhé. Đó, mái phía trên khu vực cầu thang. Thì các bạn có thể đến cái phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 này chúng ta sẽ nhìn ra khu vực mặt tiền phía trước của công trình. Đây có cái cửa sổ rất rộng các bạn nhé, để view ra phần phía ngõ của công trình. Phòng này rất rộng rãi, 16m² các bạn nhé, 4m. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Tại vị trí này thì chúng ta sẽ nhìn được hai cửa,
cửa phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 trên tầng 2 nhìn thấy nhau vào khu vực cầu thang các bạn nhé. Đấy, cầu thang bước xuống. À, tại vị trí này thì các bạn sẽ nhìn thấy nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến cái phòng ngủ số 3. Đấy, tôi đang ở phòng ngủ số 2 nhìn sang phòng ngủ số 1. Bây giờ các bạn sẽ đến phòng ngủ số 3. Ở đây chúng ta sẽ có cái hành lang này, sẽ đi xuống phía dưới là nhà vệ sinh chung cho 3 phòng ngủ này nhé. Đây cái nhà vệ sinh cho 3 phòng ngủ. Và đây là phòng ngủ số 3 trên tầng 2 này. Chúng ta sẽ vào luôn. Với phòng ngủ số 3 trên tầng 2 này có không gian hẹp hơn. Đó, đây cửa sổ lấy ánh sáng này. Ánh nắng đưa tận trong phòng này. Phòng này có diện tích là 13 mét vuông các bạn nhé. Rồi đến tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phòng thờ của gia đình. Đây là phòng số 3 này. Để tại vị trí này thì các bạn từ phòng số 2 này chúng ta sẽ đi ra cái lối hành lang này thì chúng ta sẽ đến với phòng thờ gia đình nhé. Rồi, không gian phòng thờ gia đình. Đấy, đấy là cái vị trí phòng thờ gia đình. Không gian này có diện tích là 16 mét vuông các bạn nhé. Đấy, từ cái hành lang này thì các bạn nhìn thấy đây là phòng ngủ số 3 này, phòng ngủ số 1 này. Và hành lang đi phía dưới là nhà vệ sinh. Tại vị trí phòng thờ thì các bạn sẽ nhìn sang trang trí phần cột ở khu vực phòng thờ. Từ vị trí phòng thờ này thì các bạn có một cái ô cửa sổ và có cái cửa để chúng ta ra cái ban công phía trước của công trình. Đây là cửa sổ khu vực phòng thờ này. Đây các bạn sẽ ra phía ban công này. Đây cái vị trí ban công. Đấy cái phần ban công của gia đình, cái phần khu vực trang trí, cái phần ban công phía ngoài. Và nhìn có các ánh đèn lắp sẵn rồi này. Đây cái vị trí sơn phần cột trang trí phía ngoài công trình. Rồi các bạn quay trở lại phía bên trong của công trình. Đây là khu vực phòng thờ nhé các bạn nhé. Tôi sẽ view lại các bạn một lượt nữa. Đây là phòng ngủ số 1. Còn đây là phía bên này là phòng ngủ số 3. Phía cuối là khu vực nhà vệ sinh chung các bạn nhé. Đây cái phần ô lấy ánh sáng hành lang này. Đấy không gian khu vực nhà vệ sinh ở trên tầng 2. Nhà vệ sinh ở tầng 2 và tầng 1 thì sẽ cùng vị trí nhé. Một cái vị trí trên, cái vị trí dưới để quá trình cho lắp đặt đường ống nước các thứ cho nó dễ tiện cho quá trình các bạn thi công. Thì ở trong quá trình thiết kế chúng ta phải chú ý cái điều như này. Thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi luôn luôn thiết kế theo cái form như thế. Ở dưới nhà vệ sinh thì trên cũng sẽ là nhà vệ sinh luôn. Để khi lắp đặt thi công đường nước và các cái đường bồn nhà vệ sinh thì chúng ta trùng cùng một cái đường đi cho nó dễ thi công các bạn nhé. Đây là khu vực nhà vệ sinh ở trên tầng 2. Dọc cái hành lang này thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta đi thẳng ra phía cửa kia là cái phía ban công tôi vừa ra quay ra các bạn xem đấy. Và phía bên tay cửa này, bên phía tay trái màn hình các bạn, đây là cửa phòng ngủ số 3. Và thẳng vào đây thì chúng ta sẽ đến với cái phòng ngủ số 2 ở trên tầng 2.
và đối diện với phòng ngủ số 2 qua cái cầu thang là phòng ngủ số 1 trên tầng 2. Tổng công trình là 5 phòng ngủ các bạn nhé. Và đây là cái bậc hành lang chúng ta đi lên trên mái các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng tôi đi lên trên mái, bước cái bậc này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, thì đây chúng ta có cái cửa để lấy ánh sáng nhé. 9 này, từ bậc số 9 này thì tôi sẽ view lại cho các bạn nhìn này. Đó, để các bạn nhìn thì vị trí 3 cửa phòng ngủ chưa ạ, và một cái hành lang chung, một cái đi nhà vệ sinh phía bên này đi nhà vệ sinh, sang đây là khu vực phòng thờ và ban công phía ngoài công trình các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ lên mái 9 bậc rồi, 10 11 12. Đó, tôi view lại các bậc cho các bạn nhìn. Đấy chưa, các bạn nhìn chưa? 13 này, 14 này, 15, 16, 17, 18, 19. Đây có cái cửa chúng ta lên mái luôn này, 20, 21, 22, bước đây 23 bậc. Đó, chúng ta chú ý trong quá trình thiết kế bậc thì các bạn là phải để ý là chúng ta phải dùng các cái con số lẻ các bạn nhá. 23, 25. Là tính toán cái chiều cao bậc nó hợp lý khi nó bước lên nó đơn giản. Đây phần mái phía trên thì gia đình vẫn chưa lợp ngói. Theo kế hoạch là sẽ lợp trong vòng 5 hôm nữa. Thì đội thi công phần cơ khí sẽ lợp đến đây hàn khung thép các bạn nhé. Để lợp phần mái phía trên này. Rồi, đấy phần mái view cho các bạn xem. Đây cái phần đổ máy vát đây các bạn này, đổ máy vát trang trí mặt tiền phía trước của công trình ạ. À, không gian phần thoát nước mái phía trên. À, các vị trí đặt tét nước này, bạn nhìn đó. Tét nước các bạn. À, các vị trí đặt tét nước đây. Các cái ống nước chờ sẵn rồi. Mời các bạn chúng ta quay trở lại phía dưới công trình nhé. Rồi, vừa rồi các bạn đã xem toàn cảnh cái không gian bố trí vị trí các phòng và các màu sơn các cái phòng trong không gian ngôi nhà 2 tầng mái thái đẹp, vừa có kích thước một chiều là 8m6, một chiều là 12m, gồm có 5 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh cùng với khu vực phòng khách rộng rãi, cùng với một phòng thờ trên tầng 2 các bạn nhé. Thì ở đây là tôi đang quay lại cái vị trí mặt tiền phía trước của công trình cho các bạn quan sát. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối đoạn video clip này. Những gia đình nào có ý tưởng xây dựng một căn nhà mơ ước, hãy liên hệ với số điện thoại 0386 325 566 để công ty thiết kế nhà đẹp Green với quy trình thiết kế 3 bước. Bước 1 sẽ đến gia đình các bạn để khảo sát hiện trạng đất. Bước 2 thì bàn giao hồ sơ bản vẽ. Bước 3 thì giám sát cái hạng mục cốt thép của gia đình các bạn trong quá trình thi công để đảm bảo công trình có sự bền vững theo thời gian. Và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ công ty thiết kế nhà đẹp Green trong thời gian qua. Chúc những quý khách hàng, những khán giả đang xem cái video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và video số 3 tôi sẽ video các bạn vào trong dịp Tết thì chủ nhà sẽ trang hoàng ngôi nhà rất đẹp, thì sẽ mời các bạn tiếp tục xem cái video số 3. Rất cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân, Phạm Văn Tuân để nhận được nhiều cái mẫu nhà đẹp mới nhất. Rồi, chúc các bạn luôn luôn thành công, thành công, thành công, thành công.